chào, mình tên là Hồ Lê và năm nay mình 19 tuổi. Mình làm hồ sơ đi du học ở Canada. Và trong quá trình làm thì mình đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Đặc biệt là ở công ty này. Và mình nộp hồ sơ và có kết quả chỉ trong 2 tuần và mình cảm thấy chờ hơi lâu về điều đó. Quá trình chọn trường của mình thì mình nhờ một người bác ở bên kia chọn giúp mình, tại vì nó phù hợp với lại cái tiêu chí mình, mục tiêu mình đưa ra khi mình qua bên kia mình học. Mình dự định sẽ đi học cao đẳng ngành quản trị kinh doanh và mình dự định sau khi ra trường mình sẽ ban ngày mình sẽ đi làm thêm và để trang trải cho cuộc sống, và buổi tối có thể mình sẽ đi học lại học tiếp. Bây giờ mình đã có visa rồi thì mình giúp các bạn là sẽ thành công trong mục tiêu mình đã chọn. Và hiện giờ mình đã có visa rồi thì mình giúp các bạn thành công trong mục tiêu mình đã định và xin hồ sơ, xin visa thành công tốt.